đất nông nghiệp đã hết hàng sử dụng thì có có bán được hay không? Em mọi người biết đó là cái tiềm năng sinh lời hấp dẫn khi mà mình mua đất nông nghiệp sau đó chuyển đổi lên thổ cư đó và phải chuyển đổi thành công nữa. Cái việc mà mua đất nông nghiệp rồi chuyển lên thổ cư phân lô rồi bán đó nó tạo ra một cái lợi nhuận rất là lớn, khả năng sinh lời rất là cao nên nó hấp dẫn rất nhiều những những nhà đầu tư bỏ công sức thời gian những nhà đầu tư chuyên luôn á, chuyên đi làm cái công việc đó thôi. Tại vì sao? Nó sinh ra một cái khoản lợi nhuận nhiều hơn so với bạn mua những cái đất thực trạng tức là đất ở mua rồi, những đất đã là đất ở rồi, à, thì cái tỷ cái tỷ suất sinh lời nó sẽ thấp hơn so với bạn mua mua đất nông nghiệp sau đó chuyển đổi lên thổ cư. Chính vì thế mà cái việc mà mua bán đất nông nghiệp đó nó ngày càng trở nên trở nên phổ biến. Tuy nhiên á, có một cái điều mà nhiều nhà đầu tư bỏ quên đó là nhà nước giao cái đất nông nghiệp cho người dân sử dụng ổn định lâu dài hoặc là có thời hạn chứ không vĩnh viễn nên là nếu mà đất nông nghiệp hết hàng rồi, thì bây giờ là có có bán được hay không? Câu hỏi này là có nhiều người hỏi mình lắm, tại vì khi họ đi họ mua á, họ nhìn vào cuốn cuốn sổ, thì nó là gì? Nó ghi ở một thời hạn sử đất đó là đến năm 2050 chẳng hạn, thì họ lăn tăng vấn đề là ủa có phải đến năm 2050 thì thì nhà nước thu hồi lại không? Là cái thứ nhất. Đó là trường hợp thứ nhất. Còn cái trường hợp nữa đó là những ai mua đất nông nghiệp từ khoảng 40 50 năm trước đó là họ nhìn vào cuốn sổ đó, ở một ở cái thời hạn sử dụng đó là đến năm 2017. Mà hiện tại là giờ đến năm 2020 rồi thì họ không biết là gì ở cái đất đó bây giờ là nhà nước có thu hồi không là hết hạn sử dụng rồi bây giờ có mua bán được không nữa à, thì trong video này mình sẽ trả lời vấn đề đó thì đầu tiên đó là cái thời hạn sử dụng đất mình được hiểu là gì Thời hạn sử dụng đất được hiểu là cái khoảng thời gian mà người sử dụng đất được nhà nước giao hoặc cho thuê đất nhằm mục đích là gì? Mục đích là trồng trọt, chăn nuôi hoặc phát triển kinh tế chẳng hạn. Ở điều 127 của Luật Đất đai năm 2013 mà quy định rõ về thời hạn nhà nước giao và công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 50 năm. Hết thời hạn này, nếu hộ gia đình cá nhân vẫn có nhu cầu sử dụng thì nhà nước sẽ xem xét để tiếp tục sao đất hoặc là hoặc là cho thuê đất. thì ở điều 127 của luật đất đai năm 2013 này mình hiểu chính xác là gì là hết 50 năm nếu vẫn có nhu cầu sử dụng thì thì sẽ gia hàng nha thì sẽ được gia hàng là đối với đất nông nghiệp gì là công nhận quyền sử dụng đất còn đối với đất cho thuê mọi người nên tách bạch giữa hai cái hai cái loại đất nha thứ nhất là đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đó hoặc là được nhà nước giao đất thì hết 50 năm thì các bạn sẽ nếu mà có nhu cầu sử dụng thì sử dụng tiếp không có nhu cầu thì nhà nước cũng chả có lấy lại được đâu tại vì bạn nên hiểu là cái 50 năm đó là chỉ là gì chỉ là quy định về về mặt là quy hoạch về mặt là kinh tế nông nghiệp chứ không phải là 50 năm là bạn chỉ có quyền sử dụng nó 50 năm thôi sử dụng cái miếng đất đó năm 50 năm thôi hiểu không còn cái đất mà nhà nước cho thuê đất nhà nước cho thuê bạn nhìn vào cái hình thức sử dụng đất đó nhìn vào cái một hình thức sử dụng đất là được nhà nước cho thuê đất thì cái đất đó sau 50 năm hoặc là hết hạn cho thuê trên cái sổ đó thì nhà nước mới lấy lại còn cái đất mà được nhà nước giao đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì hết 50 năm đất đó vẫn là của bạn bạn gia hạn hay không gia hạn thì thì đất đó vẫn là của bạn à sử dụng ổn định lâu dài giống như đất đất thổ cư chứ không phải là hết 50 năm rồi trả lại cho nhà nước nhà nước lấy lại là không có nha còn chỉ là trường hợp là được nhà nước cho thuê đất thì sau 50 năm hoặc là hết hạn trên cái cuốn sổ đó thì phải trả lại cho nhà nước còn muốn thuê nữa thì phải đóng tiền à, còn thuê nữa thì phải đóng tiền muốn thuê nữa và việc muốn thuê nữa hay không là do nhà nước quyết định không phải do mình còn những cái đất còn lại được nhà nước sao đất, được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì ông nhà nước không cho kệ đất đó vẫn là đất của mình. Đó, ông nhà nước không thể lấy được trừ trường hợp bạn không sử dụng hoặc đất là tranh chấp hoặc là đất gì nằm trong cái diện quy hoạch những cái tiện ích công cộng. Đường xá trường học thì nhà nước có quyền có quyền lấy để lại đem gì để phục vụ cho nhu cầu an sinh xã hội phục vụ cho những ích công cộng và nhiên lấy là phải đền bù cho các bạn chứ không phải là đè lấy hết hạn đè lấy không có được không có định buộc cho mình đồng nào là không có nha. Đó, hết 50 năm đất đó vẫn là của bạn, trừ trường hợp là gì? Là đất do nhà nước cho cho mình thuê. Đó. Mặt khác thì căn cứ ở điều 169 và điều 188 của luật đất đai năm 2013 thì đất nông nghiệp được phép chuyển nhượng khi đáp ứng đủ bốn điều kiện sau. Thứ nhất đó là đất do nhà nước giao và có thu tiền sử dụng. Thứ hai là đất chưa hết hạn sử dụng thứ ba đó là đất không vướng tranh chấp quyền sử dụng đất không bị kê biên đảm bảo thi hành án có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trừ các trường hợp ngoại lệ quy định tại khoản 3 điều 186 và khoản 1 điều 168 thì ở trong cái điều 168 và điều ở 169 và điều 188 này thì mình chỉ lưu ý tới cái việc là điều kiện để đất nông nghiệp được chuyển nhượng đó là đất chưa hết hạn sử dụng tại nó liên quan tới nội dung của cái video này đó là gì đất chưa hết hạn sử dụng đất nông nghiệp chưa hết hạn sử dụng mới được phép chuyển nhượng đó như vậy là gì nếu hết hạn sử dụng đất thì đất nông nghiệp sẽ không được chuyển nhượng cho người khác đó là câu trả lời của cái câu hỏi ở đầu video ở đầu video là đất nông nghiệp đã hết hạn sử dụng có bán được hay không đó là không bán được vì sao tại vì đất nông nghiệp chưa hết hạn sử dụng thì thì mới được được xeo dịch thế thì có phải là không được giao dịch luôn hay không thì xin trả lời là không chưa hết hạn sử dụng mới được chuyển nhượng thì bây giờ là gì đi gia hạn sử dụng đó. thế thì giao dịch mua bán đó cái giao dịch mua bán cái đất nông nghiệp đó chỉ có thể diễn ra sau khi gì sau khi bên bán đi làm thủ tục gia hạn sử dụng đất tại văn phòng đăng ký đất đai và cái việc gia hạn này nó không phải đợi yêu cầu xét duyệt gì cả nha chỉ là mình thể hiện cái mình là gì quay trở lại cái ý hồi nãy mình vừa nói đó là hết thời hạn sử dụng nếu có nhu cầu thì sẽ được dài hạn đó nhu cầu của mình đây là gì nhu cầu của mình là thông qua cái đơn dài hạn lập nạp cái đơn vào người ta sẽ dài hạn cho mình chứ không phải là cần được nhà nước xem xét như là cho thuê đất cho thuê thì hết thời hạn thuê thì người ta lấy lại còn việc cho thuê tiếp hay không là do người ta xem xét còn cái này là đất của mình nha yeah. hết thời hạn mình có nhu cầu thì mình đi gia hạn thôi không cần phải xem xét ờ. và cái việc đi gia hạn này thì nó mất khoảng là um, khoảng là tuần thôi tối đa là tối đa là một tuần thì cái hồ sơ để mình đi á uh, cái, cái cái hồ sơ cái hồ sơ bao gồm là cái đơn và cái sổ hai cái đó thôi đó và nộp ở đâu nộp ở văn phòng đăng ký đất đai hoặc là bộ phận một cửa của cấp nguyện tức là nộp đơn đó nộp cái đơn gia hạn đó và cái sổ đỏ vào trong đó thì người ta sẽ gì người ta sẽ đăng ký biến động ở phần cuối của cái sổ á, trên trang thứ ba trên trang thứ ba thì người ta sẽ gì tiếp tục sẽ hạn dụng đất 50 năm nữa ví dụ là đến năm 2000 không à, nay là năm 2020 50 năm nữa thì đến năm 2000 2070 đó, à, nó đơn giản là như vậy thôi tại vì quay trở lại cái câu hỏi ban đầu đó là đất nông nghiệp đã hạn sử dụng thì có có bán được không tức là không bán được muốn bán được thì phải đi gia hàng và cái việc gia hạn đó thì không mất nhiều thời gian và và tiền nha tốn khoảng là vài chục ngàn thôi vài chục ngàn tiền giấy tờ đó vài chục ngàn để người ta sẽ à, đặt hồ sơ rồi đóng mực in, in chữ lên đó là tiếp tục gia hàng đến năm 2070 thì à, như vậy thôi nó không có tốn bao nhiêu tiền cũng có vài chục ngàn thôi Ok thì đó là cái nội dung của cái video ngày hôm nay